Mời quý vị và các bạn theo dõi mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày nắng nóng vừa qua, tại nhiều khu dân cư ở huyện Yên Mỹ, người dân phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài khiến cho cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn và bức xúc. Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở thôn Nho Lâm, Liêu Hạ, Thư Thị, xã Tân Lập bị mất nước sinh hoạt hoặc nước quá yếu, không thể sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày. Gia đình bà Hoàng Thị Xuân, thôn Nho Lâm, ngoài khu vực sinh hoạt của gia đình còn có khu vực cho thuê nhà trọ. Việc mất nước sinh hoạt khiến cuộc sống của gia đình bà Xuân và hàng chục công nhân bị đảo lộn, mệt mỏi, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt. Hàng ngày bà Xuân đã phải tranh thủ bơm nước từ giếng khoan lên, sau đó phơi trong vài giờ đồng hồ, đợi mùi tanh hôi, tạp chất lắng xuống mới cho vào bể lọc để có nước phục vụ cuộc sống hàng ngày. Máy từ cái nước giếng khoan ở đằng sau nhà con trai lên đây, trước ở đây cũng có cái giếng khoan bây giờ lâu ngày không dùng là bây giờ nó hỏng rồi. Thì bây giờ vẫn phải là hai cái giếng khoan bên nhà. Đấy, vừa cho con vừa cho trọ, cho cháu với lại vừa ấy. Thì bây giờ hai cái gì này thì mới cái hai cái bể lại bên này với bên kia thì nó mới đủ được nước cho tất cả bên kia dùng. Máy ở cái nước giếng khoan ở bên kia lên đi cho cái bể này xong mới phơi. Phơi 2 ngày hay hoặc 1 ngày rưỡi thì không có nước, chưa có nước không nước dùng thì phải mật ngày thì đã phải phơi 1 ngày xong đã phải tháo rồi. Tháo xuống thì dùng thì để bể trên bên này đầy thì bắt đầu lại phải máy từ đây sang bên kia cho cháu nó dùng. Không có nước thì rồi chết giả thì nhiều nhà còn đi mua bình, mua biếc về bảo bình ăn thua gì, còn tắm còn giặt, còn dùng hàng ngày làm sao mà có đủ được mà dùng. Thế khổ thế chứ nị. Cho nên dân cứ kêu mở khiếp nhiều nhà giờ không có giếng bây giờ lấp hết trước thì để thôi thì dùng nước sạch thì không cần đến giếng khoan nữa, người ta lấp hết. Bây giờ người ta bắt đầu người ta lại phải tiếp tục lại phải đào. Ở đây hầu như là nhà nào cũng dùng thêm một cái giếng máy, giếng khoan nữa kèm. Chứ không có dùng nhiều quá như nhà các nhà trọ kia là không làm sao mà dùng được nước sạch. Nước sạch chập này là vì càng nóng thì càng ít nước. Nhiều lần nước nó đen. Nhiều hộ gia đình trước đây đã lấp giếng khoan, đập bỏ bể lọc nước giếng khoan thì nay phải làm lại, vừa tốn kém chi phí, vừa không có nguồn nước ổn định đảm bảo chất lượng để sử dụng. Ông Nguyễn Văn Thạo, thôn Liêu Hạ đang lo lắng vì sắp tới dòng tộc Nguyễn Khắc sẽ tổ chức giỗ họ nhưng không biết sẽ lấy nước ở đâu để phục vụ ngày giỗ. Chúng tôi sắp đến ngày giỗ họ đang bảo có khi phải xem hạ cái máy bơm này, đào cái hố này xuống thì em nó thấp xem mà ngang với lại cái hố cái đồng hồ nước kia xem có không. Không có này nên tự túc rồi đi xin hàng xóm mà không có thì này mua những cái bình nước sạch kia về sử dụng thôi. Từ thời gian năm 2020 đến nay thì cái hiện tượng là nước sạch bất thường xuyên. Đấy, nhất là về mùa nắng nóng. Đấy, cho nên các hộ dân là nhiều khi là phải đi xin từng thùng nước về để dùng sinh hoạt. Đấy, trên cái cơ sở đấy thì xã cũng đã báo cáo với huyện, mà huyện cũng đã mời chỗ công ty về để tìm cái biện pháp khắc phục. Nhưng mà công ty cho đến nay thì hiện cái khắc phục của công ty cũng chưa đáng kể. Ngoài xã Tân Lập, những ngày qua trên địa bàn huyện Yên Mỹ còn có một số địa phương khác như xã Giai Phạm, Thanh Long cũng bị thiếu nước sạch hoặc nước không đảm bảo cho sinh hoạt. Trong điều kiện nắng nóng gay gắt, lại kèm theo không có nước kéo dài, khiến chất lượng cuộc sống giảm sút. Để đáp ứng nhu cầu, các hộ dân phải tìm nguồn nước khác để bổ sung hoặc thay thế, trong đó chủ yếu là nguồn nước từ giếng khoan. Với sự phát triển mạnh của công nghiệp và đô thị, khiến đa số giếng khoan của các hộ dân đang khai thác không đảm bảo cả về trữ lượng và chất lượng. Nhiều hộ dân khi quay lại sử dụng giếng khoan cho biết nước giếng không trong, vẩn đục, thậm chí có mùi tanh hôi. Tuy nhiên, trong điều kiện thiếu nước sinh hoạt thì dù biết nước giếng khoan không đảm bảo chất lượng, người dân vẫn phải sử dụng. Vừa qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã nhiều lần phản ánh tình trạng trên ở huyện Yên Mỹ, song nhà máy nước sạch không quan tâm đến quyền lợi và cuộc sống của người dân. Trong cái hợp đồng của người dân sử dụng nước thì gần như người dân rất là chấp hành, không có tình trạng nợ đọng cái tiền nước. Chúng tôi cũng đề nghị là chỗ công ty làm sao mà có cái biện pháp xử lý để mà người dân có nước sạch để dùng, còn tránh tình trạng người dân có bức xúc là gây cho nên là cái mất an ninh trật tự trong cái việc thôn xóm. Những hình ảnh trên đã khép lại mục ống kính phóng viên tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.